Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghệ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Persona phần 5. Và hôm qua tới giờ thì mình có một số vấn đề và mình bị bệnh cho nên mình không thể quay được. Và hôm qua mình rất là mệt mỏi và hôm nay mình có lên trễ hơn một ngày với ngày hôm qua cho mình không có đăng được cái gì, mình cũng không có chỉnh sửa clip được luôn mặc dù mình đã quay xong hết rồi. Trước cái ngày hôm đó mình có quay xong cả Ghost Recon nữa nhưng mà hôm qua mình quá mệt cho nên mình không thể nào mà mình chỉnh sửa clip được, cho nên cũng mong là các bạn thông cảm. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Persona phần 5. Và có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với Ghost Recon cho xong luôn, thì mình cũng quay xong hết cái Ghost Recon rồi. Cho nên giờ cũng có thay đổi được nhiều. Và chúng ta vẫn còn đang, mình đang hứa là các bạn là mình sẽ mỗi ngày một tập của Persona phần 5. Nếu như chúng ta hoàn thành xong cái Ghost Recon cái đã rồi, sau đó mình sẽ cố gắng để có thể quay cái này nó nhiều hơn, tại cho bạn coi nhiều hơn, tại có nhiều bạn khá là thích cái series này. Ok, và chúng ta bắt đầu luôn. Thì bây giờ tới cái phần này mình sẽ vừa chơi vừa dịch mà. Giống như mấy tập trước thôi thì có lẽ nhiều bạn sẽ dễ tiếp thu cái nội dung của tựa game này hơn. Chúng ta đã đi tới cái chỗ này. Khi mà chúng ta tới vào cái lần tới vào cái cổng trước à. Rồi. Chuyện gì vậy? Tôi vừa mới thấy cái gì đó hai chiều hay sao á, là kiểu như là thấy hai cái. Là một cái trường học, cái đó phải là trường học Sujin hay không? Bây giờ chúng ta lại thấy là đây là lâu đài. Tôi đã nói với cậu trước đó rồi, đây là cái trường học của cậu nè. Và nói gì nói thì chúng ta không có thời gian để đứng đây đâu. Và chúng ta cần phải, nhưng mà là chúng ta không thể nào biết khi nào mà cái tụi Shadow sẽ có thể xuất hiện. Cho nên chúng ta nên đi là vừa, đi hướng này nè. Ok. Cái lúc mà nó đi, nó có vẻ vòng tròn nhìn nó dễ thương á. Nhìn giống như mấy cái chuyện danh vậy, mấy cái hoạt hình nữa. Rồi chúng ta đi xuống dưới hả? Chúng ta đi xuống dưới nào. Rồi, giờ đi đâu nữa? Cái chỗ này lần trước mình bị nhốt nè. Ồ, có địch. Chết tiệt. Tôi có một cái linh cảm là sẽ có lính gác ở đây. Ừ, đúng rồi đó. Và có vẻ như chúng ta không thể nào tránh được cái va chạm đánh nhau với cái việc phía trước là buộc chúng ta phải đánh nhau rồi đó, đúng rồi đó. Thiệt luôn hả? Thì tôi sẽ dạy cho bạn những cái cơ bản về cách chiến đấu thôi, khá là đơn giản, và cậu nên nhớ những gì mà tôi chỉ. Và cái luật đầu tiên đó chính là ambush, tức là phục kích. Và nếu mà phục kích càng nhiều địch càng tốt, và tấn công từ đằng sau, tức là phục kích á, khi mà bạn những khi nào bạn có thể. Bạn cần phải gỡ bỏ cái mặt nạ của nó ra và để có thể chúng ta thể điều khiển, để chúng ta biết được cái nhân tính thật của nó và biết được cái kẻ thống trị cái lâu đài này nó như thế nào. Và nếu như bạn thành công thì cái đối thủ của bạn sẽ bị kiểu như là không đỡ kịp, với lại kiểu như là không chú ý và bị kiểu bị tấn công bất ngờ, thì sẽ cho phép chúng ta là đánh có lợi thế hơn. Ok, cái này mình cũng hiểu mà. Chắc là tăng đam hay gì đó, mình nghĩ là vậy. Khi mà bấm nút X thì nó sẽ hiện cái ambush lên, và bấm và cái con đó nó sẽ hiện cái con màu đỏ, thì bạn sẽ đánh cái con đó. Ok, này hiểu rồi. Bạn sẽ có lợi thế trong trận chiến hơn. Vì nếu mà chúng ta muốn phục kích chúng mà chúng ta phải đánh, chúng ta sẽ được đánh cái cú đầu tiên. Hiểu rồi. Nếu như mà mình bị tụi nó phục kích á, thì tụi nó sẽ đánh cái cú đầu tiên. Còn mình, nếu mà mình phục kích, mình sẽ được đánh cái cú đầu tiên, tức là lượt đi đầu tiên á. Hiểu rồi. Và cậu biết là cậu vẫn sẽ bị theo dõi đúng không? Và tại vì cậu không có persona, ok? Nói gì nói, chúng ta đi nè. Ambush nè. Wow. Show me your true form. Thì tức là mấy con này bình thường nhìn như lính gác, nhưng mà tới lúc mà bạn gỡ mặt nạ ra thì nó bên trong nó lại khác. Và để coi con này là cái gì đây. Chúng ta không biết cái weakness của nó. Thì mình thử coi. Đánh thường đi. Mình đánh thường. Con này nó có, nó dùng persona hoài luôn mày. Oh. Vậy là persona, cái weakness của con đó là cái con, hình như mình biết là một con Morgana là hệ gió. Thì cái weakness của nó là gió. Đã, mình tiết kiệm mana thôi, mình cũng chưa muốn đánh sử dụng mana cho lắm. Ok, đẹp rồi, nó cho mình tiền, kinh nghiệm nữa.
Trời ơi. Cái lần trước mình kéo mỏ ông xuống à. Cái hiện cái cầu ra. Ok đây. Sao không có ai ở đây hết vậy? Ờ mình cũng thấy lạ là không có ai ở đây. Là lần trước là có mấy đứa nó nằm ở đây nè. Tụi nó đã ở đây lần trước rồi nhưng mà tụi nó giờ tụi nó đâu có tiêu rồi. Im lặng nào. Và họ đó, cái lúc trước rồi có nhiều đứa trong đây hơn. Có lẽ tụi nó chuyển đó, tụi nó đi đâu có tiêu rồi mình nghe được vậy. Ờ tụi nó có thể là chuyển tù nhân rồi, đi chỗ khác rồi. Chết rồi, tôi có thể nghe được tiếng bước chân tới. Và rất là nhiều tiếng bước chân. Ok. Và đó sẽ không thành vấn đề nếu mà... Đó đâu. Đó sẽ là thành một cái vấn đề khá là lớn nếu mà tụi nó phát hiện ra chúng ta đó. Chúng ta đi trốn đi. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phòng này đã. Và chúng ta có thể trốn được trong phòng này chứ đến khi mà tụi nó bỏ đi. Ok, tao cũng nghĩ vậy đó. Nên là vậy. Take your time. Tại vì chúng ta còn chưa biết phải làm gì. Và để coi gì đây. Tụi Shadow có vẻ như sẽ không vô cái chỗ này đâu. Ok. Và nhưng mà sao cậu biết? Có nhiều khá là nhiều thứ trong đây và cái quyền kiểm soát trong cái khu vực này khá là yếu. Cho nên tụi mình nghe là tụi nó sẽ không vô cái chỗ này đâu. À, tức là ông thầy đó, ông thầy thể dục. Và cái thứ mạnh nhất của ổng đó chính là mình nghĩ là cái phòng thể dục. Và cái này phòng học thì có vẻ như ổng không phải là giáo viên dạy trong lớp. Cho nên cái chỗ này mà ổng vô chỗ này thì có lẽ là ổng kiểu như ổng không có sức mạnh để vô chỗ này. Cho nên tùy chỗ thôi. Cái đây cái lớp học không vậy? Ừ đúng rồi đó. Giờ chú đã hiểu rồi gì? Rồi là mình vừa mới giải thích luôn á. Và cái nơi này mà ở ngoài đời thật thì là đây là cái gì đây? That's the Ruler's Heart Project. Cái này ngoài đời thật là cái dự án của cái kẻ cầm quyền ở đây, cầm quyền cái lâu đài nè. Cái này mình cũng không rõ nữa nhưng mà ổng gì đó, ổng không phải không mạnh đâu đấy, mình cũng ý là đấy là sao ta? Và đây là cái thực tại của Kamoshida sao? Cái này hoặc là không hợp lý tí nào. Và một người có thể nói là và tôi gọi cái chỗ này là cung điện. Ok. Cũng không khó hiểu lắm. Cung điện hả? Cái này đang xảy ra tại vì ông thằng cha này nghĩ là cái nơi cái trường học là cái lâu đài của ổng. Ok. Và nó trở thành như thế này tại vì hắn ta nghĩ về trường học như thế đó. Ok. Nhìn cứ nghe có vẻ mắc cười đó. Cái thằng khốn nạn đó. Cái thằng này chửi ông thầy hoài luôn á. Có vẻ như cậu rất là ghét cái ông Kamoshida nhỉ. Và ghét cũng không có thể nói lên cái gì mà tôi đang nghĩ như thế nào. Có vẻ là thằng này nó còn hơn cả ghét ổng nữa. Ổng chơi xấu nó nhiều quá mà. Tất cả là lỗi của thằng cha đó. Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Nhưng mà đừng có để cảm xúc lấn át bản thân cậu, ok? Và có vẻ như là he's lucky. Có vẻ như là cái gì? Có vẻ đệ tử của ổng đang ở khắp mọi nơi trong cái lâu đài này. Và nếu mà bạn tò mò về cái bộ đồ của cậu, cậu đang tò mò về bộ đồ của cậu phải không? Dạ, tôi cũng đang rất là tò mò về cái vấn đề đó luôn ấy. Tất cả là vì cái thế giới này. Có nhiều chuyện đang bắt đầu còn khó giải thích hơn và khó hợp ít hợp lý hơn. Và những thứ nào mà không sai lệch đi coi.
To have ruler please within. Nó phụ thuộc vào cái mức độ ha, mức độ kiểu như là thoải mái của cái thằng cầm quyền trong cái tòa cung điện này. Thì là ổng là một người rất là biến thái mà phải nói là vậy. Thì thường là cái tính cách ổng sẽ rất là sai lệch. Và ổng và ổng có lẽ ổng thích cái đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tính cách của ổng, mình nghĩ là vậy. Và một cái trường có thể biến thành cái lâu đài như thế này sau cho cùng. Và để có thể ngăn chặn cái sự sai lệch đó, chúng ta cần phải nắm giữ một cái sức mạnh phản kháng lại. Và sự xuất hiện của cậu đó chính là cái tiền đề của cái vụ đó. Và cái hình ảnh của sự phản kháng mà cậu đang giữ trong người là chính là cái hình ảnh của thằng Joker hiện giờ đây. Và tôi đang rất là xoắn bởi cái vụ này và tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và tôi càng tò mò hơn khi mà về cậu và cả bộ đồ của cậu và chuyện gì đang xảy ra đây. Tôi là một con người và nói một cách chân thật nhất, tôi là là một con người, ok. Này nó muốn mình nhận nó là con mèo ha. Nhưng mà cậu rõ ràng là cậu là một con mèo mà. Nhìn nó y như con mèo thiệt. Ok, thực chất thì tại vì chỉ vì là tôi đã mất đi cái hình hài thật sự của tôi rồi. Tôi nghĩ là vậy. Nhìn là biết rồi, cậu nghĩ vậy hả? Nhìn là thấy còn gì nữa. Và nhưng mà tôi biết cách để có thể lấy lại cái thân phận thật sự, được cái hình hài thật sự của tôi. Và cái lý do mà tôi lẻn vào đây chỉ là vì để muốn cha tìm hiểu thêm về những cái vụ này như thế nào. Tại vì chính nó cũng chưa hiểu mà. Và tôi cuối cùng là tôi bị bắt. Lần trước là mấy cậu gặp tôi thì tôi bị bắt rồi đó. Thì mặt khác thì tôi đã bị tra tấn bởi Kamoshida luôn. Thì giống như mấy cậu thôi. Và tôi sẽ bắt hắn ta phải trả giá bằng mọi cách, chắc chắn luôn. Và cái chuyện như thế này, đây là một cái cuốn truyện chứ sao. Nó thật sự là điên luôn á chứ. Nó nghe nó hợp lý thế nào. Và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi. Và chúng ta phải nhanh lên mới được. Và tôi sẽ phụ thuộc nhờ vả vào cái kỹ năng của cậu, cái thanh niên mới vào nghề, hiểu chưa? Và đừng lo, có lẽ là tôi sẽ không ép buộc cậu ở đâu, nhưng mà tôi có thể giúp được gì đó, tôi nghĩ là vậy. Tôi đã đem hai cái này để phòng hờ. Và đây là cái súng đồ chơi. Cho nên nó chỉ phát ra tiếng thôi chứ nó không làm được gì hết á. Đó là một món đồ chơi mà. Nhưng mà nó nhìn nó rất là thật chứ. Cậu chỉ cần giả vờ coi như là nó là súng thật đi. Và tôi còn đem cả thuốc nữa. Cậu biết người ta nói gì không? Cung cấp. Đó là một cái cách để nói về một cái vấn đề đó. Hiểu không? Vậy là cậu đã lên kế hoạch cái này ngay từ đầu. Ok, không sao, chúng ta cần phải chuẩn bị để đi và chúng ta sẽ tiếp tục với cái việc đột nhập vào. Ok, tốt đó. Có cho cái súng nào không biết xài được không? Nó cho ta cái súng với medicine cộng 1, ngon. Nếu lời chứ thằng này nó cũng cho mình thuốc rồi phải. Mình không rõ nữa. Có vẻ như là vẫn còn tụi lính ở ngoài đang đi vòng vòng. Và chúng ta hãy tận dụng thời gian này để tiếp tục. Ok. Đây là một trong những cái safe room, căn phòng an toàn. Và trong những safe room như thế này, bạn có thể bàn bạc với đồng đội và lưu game lại bằng cách bấm nút option. Ok, và bạn có thể lưu ngay tại cái đường vô đầu tiên của cái cung điện. Ok, không có hiểu lắm. Nhưng mà chắc là mình nghĩ nó chắc cũng tự xếp rồi phải không? Mình nghĩ là vậy. Hoặc là để bấm thử coi. Xếp thử coi. Mình đang chơi cái xếp này đây. Confirm. Yes. Now saving. Save complete.
bác ra cái nhẹ. Rồi chúng ta đi tiếp nè. Underground Prison. Và có vẻ như tụi nó sẽ vẫn còn khá là nhiều địch ở ngoài và chúng ta cần phải chú ý về cái vấn đề này và đi ra thôi. Ok, đi đi. Xoắn gì anh em? Trời một bầy luôn. Và có vẻ tôi nghĩ là tôi vừa mới nghe cái gì đó di chuyển lại đây. Và tôi nghĩ chắc đó là cái trí tưởng tượng của tôi thôi. Và cái về cái tụi nô lệ đóng tiêu rồi. Và tôi nghĩ là tụi nó đang ở trong cái phòng tập. Và tôi nghĩ là có lẽ tụi nó cũng đang la ó vì đau bây giờ rồi. Chắc tập chắc cũng phê lắm. Có thể là vậy và tiện thể là tôi nghe là hình như chúng ta có kẻ đột nhập trong đây và hãy cảnh giác, ok? Nãy giờ tụi nó cảnh giác tới mình luôn, nó ngồi nó bàn với nhau luôn, nó ghê chứ. Mà cậu đã nghe rồi chứ. Nó biết là có kẻ đột nhập luôn mà nó tản nó đi mà. Ghê phết. Tụi nó nói là ở cái phòng tập phải không? Phòng luyện tập. Và tôi nghĩ là chắc là chỉ còn đi thêm chút xíu là tới rồi. Ok. Cũng không khó lắm. Ôi cái lính gác mà con ơi. Và có một cái thằng lính gác đang đi cái tuần tra đây. Và cái đường để tới cái phòng tập đó phải đi qua mấy cái phòng này. Ok. Mấy cái song sắt này. Và chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải đánh nó sao? Có lẽ là vậy. Và chỉ đừng để cho nó phát hiện cậu trước khi mà cậu kịp đánh. Và nếu mà nó có phát hiện thì tụi an ninh của cái mức độ an ninh của cái tòa cung điện này sẽ tăng lên. Tức là nếu như nó sẽ hiện có cái icon ở trên là có thằng ông Kamoshida cầm con dao nè. Thì 15% gì đó đó. Ừ, có nghĩa là nếu mà bạn bị địch phát hiện thì cái mức độ mà an ninh của cái lâu đài này sẽ bị tăng lên 15%. Nhờ bạn như cái hình đó nó ví dụ đây. Và nếu như bạn lên tới 100% bạn sẽ bị bắt buộc rời khỏi lâu đài. Ờ, ok, này cũng khá là dễ hiểu. Ôi ôi. Và nếu mà chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta bị cái đó phát hiện, nếu cái đó xảy ra chạy hả? Wow, cái mức độ an ninh nó sẽ giảm xuống khi mà chúng ta đánh được nhiều địch hơn và không bị phát hiện nha. Ok, cái đó có nghe các bạn phức tạp. Nghe cũng đâu có gì phức tạp, sao thằng này nó cứ sao sao. Ok, và nếu mà chúng ta nắm bắt được thông tin về cái mức độ an ninh thì chúng ta sẽ tốt hơn đó. Và nếu chúng ta hiểu được cái mức độ cần thiết của cái việc mà chúng ta đột nhập vô cái cung điện này và chúng ta phải đảm bảo là chúng ta đi đọc và đọc một cách cẩn thận nhất có thể. Ok, và nếu mức độ an ninh và mức độ giảm mức độ an ninh 0%. Ok. Và những cái chỗ này chúng ta thấy cái này trong phần tutorial rồi, không cần phải đọc nhiều lắm. Hên vãi, nó vừa mới quay người lại. Hết cho hồn. Mình đang tính đi ra mà. Oh shit. Thanh niên này qua chỗ khác được không? Wow 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 wow. Ambush nè, đó quá đẹp. À, là chúng ta phục kích lại tụi nó đâu biết đâu. Oh what the. Má thanh niên mặc đồ nhìn dị vậy ba. Rồi có nguyên cái cây bông trên đầu. Yellow flower. Ok, cái mình biết điểm yếu của con này không ta? Không, chúng ta không biết. Để mình sử dụng persona thử coi. Ita gây chết người nè. Sử dụng cái thử coi. Ồ, mất tới 70 luôn á chứ. Con này có cái persona nhìn ngon quá ha. Có, nếu mà nó không có dính weakness là con này nó đâu phải là cái weakness của nó là cái đó đâu. Để mình thử. Cái dưới là chúng ta mất máu nhưng mà để còn mình đánh thường thôi. Đánh thường chắc chắn là không có weakness rồi đó, nhưng mà đam nó thấp hơn tí nhưng mà chúng ta không bị mất mana. Sao con kia nó dùng persona hoài luôn á. Nó thích thì nó dùng thôi. 10 điểm kinh nghiệm, 162 tiền. Không có đồ gì hết. Ok, cũng được. Cứ bình tĩnh là chúng ta sẽ có đồ sau, cày từ từ thế nào cũng lên. Ok. Và chúng ta đi đâu tiếp đây ta? Có gì đây? Cái gì đây? Open door. Chúng ta phải mở cửa ra. Tự nhiên mình thấy cái gì nó đỏ đỏ ngay đó, mình cũng không biết. Oh.
cái phòng tập đi hẳn về phía trước đúng không? Và đúng rồi, và chúng ta phải đi xa hơn một tí và đảm bảo là cậu hãy để ý về việc lính gác đi vòng vòng, ok? Ok, tao hiểu rồi, tao hiểu rồi. Không biết cái lính gác ở đâu không nữa. Wow, 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 wow. Cái nút X là mỗi lần mà mình... Ôi dùm sao đánh nó đây ta? Cậu đã thấy ai nhìn giống như kẻ đột nhập chưa? Má mấy này hỏi chị thông minh ghê luôn á. Tất nhiên là chưa. Ok. Và nếu như tôi có cảm giác như là sẽ có rất là nhiều, sẽ có rất là nhiều địch và sẽ là không thể nào chúng ta có thể đỡ hơn nguyên cái đám đó được. Và nhưng mà chúng ta cần phải làm gì đây? Chúng ta có nên thử và đánh tụi nó không? Giống như hồi trước. Nhưng mà cái đó không thật là không có dễ dàng đâu. Chúng ta cần phải đi một cái đường khá là dài và chúng ta còn phải tiết kiệm năng lượng nữa. Ok, tôi hiểu rồi. Xin lỗi nè. Cái tựa game này mình nghe trên Atlas nói là họ đã cân bằng cái mức độ mà các bạn sử dụng mana cho một cái dungeons vào trong các ngày. Cho nên các bạn cần phải tiết kiệm mana rồi mua thuốc nhỏ kiểu. Cho nên cái việc mà nó không có hồi mana cho cái phần này cũng là một cái lý do của nó. Cho nên chúng ta cần phải rất là biết tiết kiệm, hoặc là chúng ta phải mua nước từ cái máy vending machine hay gì đó. Thì mình có nghe tụi nó chỉ qua sơ sơ trước đó, trước khi mình chơi cái phần walkthrough này. Và mình cũng đang chơi một cái file save khác và cũng đã chơi qua cái khúc này rồi. Và nhưng mà mình không có quay, mình chơi để thưởng thức cá nhân thôi. Còn cái này quay thì mình quay là cái save file save này mình quay cho các bạn coi. Ok, và tôi ước là tôi có thể đánh phụ các bạn và chí ít là tôi cũng có thể giúp đỡ các bạn một chút. Ok, và những gì mà tôi có bây giờ là chỉ là một cái súng đồ chơi này. Tôi đúng là một kẻ thất bại. Ý cậu là cái súng đó hả? Yeah, nhìn nó giống đồ thật ấy chứ. Nhưng mà nó chỉ chẳng bắn được cái gì thôi. Trời, nhìn mắt nó kìa. Ok, tôi hiểu rồi. Nhưng mà chúng ta có cách đây. Chúng ta sử dụng cái đó để bắn kẻ thù của chúng ta. What? Cậu hiểu không vậy? Cậu có nghe tôi không vậy? Nó còn không bắn ra đạn. Đừng lo. Tôi chắc chắn là cái này sẽ hoạt động. Tấn công đi, tóc xoăn. Leave it to me, để anh mày. Cậu tính làm gì đây? Để anh mày vô xử lý cho. Từ từ đã thanh niên. Tôi đã nói rồi, cái này nó không bắn được gì đâu. Ok, cậu có cái súng đúng không? Và chỉ vào tôi nói và bắn đi. Và gun attacks. Ok. Cậu vẫn có thể tiếp tục bắn cho đến khi nào mà cậu hết đạn. Và có thể là thay đổi mục tiêu giữa mỗi lần bắn. Ok, cái này mình có hiểu. Gun nè. Thử con này coi. Weakness của con này là súng. Gục luôn rồi. Bắn chừng 2 viên được rồi. Còn cái này để mình đánh đi. Như đó như thế nào? Ngạc nhiên chưa? Và hãy suy nghĩ thật cẩn thận về mức lượng đạn của bạn đang còn. Ok, đừng bắn quá nhiều được rồi. Và súng có đam cao hơn là vũ khí cận chiến, nhưng mà nó đạn rất là có giới hạn. Ok, chúng ta còn phải tiết kiệm đạn và mức lượng đạn sẽ được hồi lại khi mà bạn trở về thực tại. Tuy nhiên thì không có cách nào khác để hồi đạn chúng là bạn đang khi mà các bạn đang gì ta, đang trong cái dungeon, trong cái ngục. Còn con này là weakness của con này là Ita hả, là cái này mình cứ đánh đó nè. I will show you my weapon too. Tôi sẽ cho cậu thấy cái vũ khí của tôi. Bùm bùm. Hai người gục hết luôn. Gì đây? Miss. Cái này cho mình đánh thường ngon rồi. Hoặc là gần bắn cái nhẹ thôi.
cũng rớt hàng. One more. Lại chiếm cái nhẹ này thì rớt hàng hả con? Gục hả mẹ? Nhưng mà tiết kiệm đạn nha. 11 điểm kinh nghiệm, 265 tiền. Và chúng ta có gì đây? Tăng kinh nghiệm luôn, chúng ta tăng cái tổng lượng SP, HP luôn nè. Lên 112 với 44. Ok, ngon. Đi tiếp nè anh em. Wow, cái súng đồ chơi đó bây giờ bắn thiệt luôn hả? Ờ, đây là một cái thế giới giả tưởng không nội? Và miễn là cái đối thủ chúng ta thấy như vậy, tưởng nó là vậy thì nó sẽ biến thành thực sự. Và đó là một cái điều tốt trong một cái về tại vì cái súng nó nhìn khá là thật. Ok, có vấn đề là tôi vẫn chưa hiểu cái chuyện này thôi. Rồi, tôi đã giải thích được mình vẫn không hiểu sao. Và tôi không có mong là một thằng với cái não như mày để hiểu. Và còn cậu thì sao, cái thằng tóc xoăn? Cậu có hiểu những gì tao nói không? Cái đó chị này cũng biểu. Tao không hiểu gì hết. Đúng à, tôi mong chờ đúng à. Uầy, nhưng mà đợi tí cái đã. Và nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta có những cái gì nó nhìn thật nhìn nó thật. Mặc dù nó là đồ giả. Ví dụ như về cái ná mà hồi nãy mà mày dùng thì nó sẽ thành thật đúng không? Mà nó mạnh ngang ngửa gần như cái súng rồi. Với cái vấn đề về cái thế giới mà thật giả này như thế nào. Well, cậu muốn nghĩ sao cũng được. Và tiện thể là chúng ta cần phải quyết định về cái phân vai của chúng ta trong cái trận chiến mỗi trận chiến này như thế nào từ đây trở đi. Là và thanh niên này vừa mới đỡ cái câu trả lời vừa mới đỡ cái câu hỏi của tôi rồi. Ok, như mày thấy đấy, và chúng ta có rất là nhiều kẻ thù và nó sẽ rất là quan trọng nếu như chúng ta xác định được cái bước đi của chúng ta. Và nếu mà chúng ta tiếp tục cung cấp thông tin về cho chúng ta thì chúng ta sẽ có biết cách rõ hơn về cách đánh này như thế nào. Ok. Cậu ý cậu là sao trong cái việc mà cách mà chúng ta đánh? Nói đơn giản thì những gì mà chúng ta làm trên trận chiến thì cái thằng tóc xoăn này có thể ra lệnh cho chúng ta một cách trực tiếp và sẽ để cho chúng ta quyết định những gì mà chúng ta làm. Ok. Và tôi nghĩ là tôi là người duy nhất đánh bây giờ thì mình cũng đánh vậy, nhưng mà nó đánh phụ rồi mà. Trong trận chiến thì bạn có thể chuyển sang cái hành động của thành viên khác trong team bằng cách bấm tùy chỉnh chiến thuật. Và bạn có thể ra lệnh một cái hoàn thành một loạt hành động nhất định cho những cái con đó và để hoặc là chọn cách là điều khiển tụi nó hoàn toàn. Ok. Thay đổi chiến thuật có thể được chọn bằng cách là chúng ta có thể bấm vào nút tam giác và chọn bấm nút là chiến thuật, bấm L2. Ok, cái này mình hiểu rồi. Và nếu như bạn có thể tấn công vào cái điểm yếu của địch đó, thì chúng ta sẽ bấm R1 giữa chiến trận để có thể chuyển cái nòng nhắm vô cái vấn đề đó. Ok, có hiểu. Và nếu mà chúng có lẽ cái này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một tí thời gian nếu chúng ta đã biết cái weakness của con đó như thế nào rồi. Ok. Nếu chúng ta bấm cái nút option giữa chiến trận thì tụi này nó sẽ đánh tự đánh bằng melee thôi, chứ nó không có bật persona lên cho mình. Và nó gọi là rush mode. Và trận chiến sẽ nhanh hơn nếu chúng ta sử dụng rush. Nhưng mà bạn sẽ không được chọn bất kỳ hành động nào. Chúng ta thể hủy bằng cái này không sao, này mình biết rồi. Rush là cái nào mà bạn lười đánh lắm luôn á. Ủa tớ không thấy mình ta. Wow. Ở đây.
Ambush nè. Đó. Quá ngầu. Ui, lại hai cái con thần đèn này. Weakness của nó là cái con, cái chiêu của con gì đó. Con Morgana L2 đi. À cái này là cái kia rồi. Thì để coi Persona mình không có cái con nào là đánh skill của con này. Cái đánh này chứ đi. Đánh use melee weapon chứ đi ha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái Persona của con này. Weakness đây. Đánh này chứ đi, tại vì nếu bọn này chết thì chúng ta không, nếu mà tại sang cái lượt tiếp theo á mà con này nó chưa chết á thì nó vẫn hai con này đánh một cùng một lúc chung với mình thì nó chúng ta sẽ gây đam nhiều hơn, bị dính đam nhiều hơn. Mà nếu mà chết thì chúng ta đâu cần phải làm gì đâu. Với lại chúng ta đánh weakness thì nó chúng ta sẽ đánh thêm một lượt như lần trước, tập trước mình có giải thích rồi. Attack thôi, cái này attack thôi được rồi. Nó một mình con Morgana nó cần hết. Chúng ta có 8 điểm kinh nghiệm đây, mò 298 tiền và ô có đồ level 4 luôn. Chúng ta vẫn chưa lên level kinh nghiệm nhưng mà con Morgana nó lên kinh nghiệm. Ok đi tiếp nào. Đi coi, và một cái địch đây, thanh niên canh lính gác. Và tôi chắc chắn là cái nơi đó là cho nơi chúng ta cần phải tới. Ok. Và mấy cậu sẽ tấn công với hắn ta nữa thêm một lần nữa hả? Tôi nghĩ là đó là cái lựa chọn duy nhất của chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta phải đợi một tí. Đây có lẽ là một cái thời điểm tốt nè. Và nếu chúng và tôi đã quyết định và chúng ta sẽ, tôi sẽ dạy cho cậu hai cách đặc biệt để đánh đối phương. Đây là một cái kỹ năng mới sao? Nó không cần học đâu. Cái một cái gì đó giống như vậy. Đi nào. Nếu mà game nó chỉnh cho bạn thì bạn không bị phát hiện. Nghe nè, đây là Distinct Flow. Có một cái mức độ trong cái trận chiến. Và để cho tôi chỉ cho cậu và sau cho cùng thì thấy nó là một cái vấn đề gì đó. Và đầu tiên thì chúng ta cần phải knock out, đánh knock out luôn á kẻ thù, tất cả kẻ thù. Và những gì mà bắt đầu từ đó là một cái bước rất là quan trọng. Ok, Persona, Weakness đây. Chúng ta phải đánh Weakness của con này để nó knock out luôn kẻ thù. Weakness. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh rush lên và sử dụng Onal Attack và tấn công tất cả mọi người cùng tấn công. Hold up. Onal Attack đây. Hả, à, nhìn ngầu phết ha. Nó kiểu chu quay vô ngầu, nhìn ngầu lòi luôn. Đó, ngầu chưa mấy đứa? Ngầu chưa? Tấn công thì nhanh hơn nhiều. Tại vì chúng ta chỉ cần đánh weakness của nó là chúng ta có thể Onal Attack rồi. Và cái đó chứ tiến triển khá là tốt và chúng ta rất là thích hợp để làm việc này. Ok. Wow, cái đó gọi là một cái ulti hay gì vậy? Một cái cách mà đánh đặc biệt hay sao không? Tôi đã nói với cậu rồi, đó gọi là Onal Attack, tức là tấn công mọi người sáp lá cà, nó hẳn là vậy, sáp lá cà. Và nếu như cậu có thể knock out tất cả cái hồ thì cậu có thể sử dụng nó để đánh tất cả trong cùng một lượt. Cái đó có vẻ nhanh hơn bình thường đó. Ok, và chúng ta cần phải tập trung tấn công vào những cái kẻ thù mà bất khả kháng. Sau cho cùng thì như tôi đã nói lần trước thì tôi muốn cậu sẽ là chỉ huy của việc mà đưa ra cái điều lệnh á. Thì cậu có thể quyết định khi nào chúng ta sử dụng cái này và khi nào chúng ta không sử dụng cái này. Với lại có một điều nữa là nếu mà chúng ta sử dụng cái Onal Attack này thì chúng ta sẽ giết luôn địch và chúng ta sẽ được điểm kinh nghiệm. Nhưng mà sau này thì các bạn chơi tới những cái hút kia thì nó sẽ, chúng ta không cần phải giết, chúng ta
thương lượng gì đó, thì tới lúc sau mình sẽ giải thích rõ hơn câu chuyện nào. Tới giờ tới thì bạn nói game sẽ giải thích cho bạn, bạn sẽ dễ hiểu hơn. Thì lúc đó thì bạn sẽ lại không nhận được điểm kinh nghiệm và không được tiền luôn. Nhưng bù lại chúng ta có persona hay gì đó rồi tùm lum la. Thì như nãy mình nói là mình sau thì bạn sẽ hiểu vấn đề đó. Thì ô nào thấy nó cũng một cái vấn đề là bạn sẽ không được thu phục hay gì đó, mà bạn buộc là bạn đánh nó luôn rồi, tất nhiên là bạn phải được tiền rồi. Thì tại do bạn hoàn thành được cái cú đánh mà bạn hoàn thành tấn công thì nó vẫn phải cho bạn tiền với điểm kinh nghiệm, còn ngược lại thì không. Thì thôi, và tôi hiểu rồi. Và bạn có thể bắt đầu một cái on our attack bằng cách hold up, đợi một tí, bằng cách bấm nút tam giác. Và tấn công sếp lá cà, đây là cái chiêu ultimate, chiêu cuối luôn á, gọi là chiêu rất là mạnh. Cái chiêu này đã làm tăng đam vô tất cả cái thù. Tuy nhiên mặt khác thì cậu không thể dùng được nếu như nhân vật chính là Joker không thể cử động hoặc là không, hoặc là nếu như chúng ta chỉ còn mỗi mình thằng này và không còn đồng đội thì chúng ta sẽ không mô nào sát được. Ok, cái này mình hiểu rồi. Và nếu như chúng ta đánh vào cái điểm yếu của cái thù thì và hạ knock out nó thì chúng sẽ đánh được cái nào tay. Đó, dễ hiểu. Chúng ta cần phải tới training room kìa. Cái gì đây? Đây rồi, đúng rồi. Kamoshida, đây là cái phòng tập của Kamoshida. Phòng tập của tình yêu. Cái chuyện quái này xảy ra vậy? Ông này, ông biến thái khỏi bàn rồi. Chúng ta vô phòng tập cái kìa. Cái đây. Cái giọng nói nó đến từ đâu vậy? Wow. Nó đến từ đằng kia phải không? Sao vậy? Cái này là sao ta? Chuyện đang xảy ra mình không rõ nữa. Cái gì đây? Đây thật là khốn nạn. Biết bao nhiêu lần mà tôi nói cậu phải hạ cái giọng xuống hả? Mấy ổng nghe bây giờ. Nhìn mèo dễ thương quá ha. Nhưng mà cái này vượt qua khỏi cái tầm kiểm soát của chúng ta nữa. Đây thật sự là hết nói được luôn. Đây đúng là cái mớ hỗn độn mà. Làm sao chúng ta mở được cái chỗ này? Dừng lại đi. Hãy để cho chúng tôi một mình. Nó vô ích thôi. What? Nếu chúng ta biết vâng lời thì chúng ta sẽ không bị hành xử giống như chúng tôi. Nếu như mấy cậu biết vâng lời á thì mấy cậu sẽ không bị hành xử như chúng tôi. Ý cậu nói là nếu mà cậu muốn ở lại ở một nơi như thế này sao? Đợi một tí nào. Đừng nói là mấy cậu muốn giải thoát cho mấy thằng này nha. Nhưng mà chúng ta không thể nào để họ ở đây được. Thằng này nó ngu tới mức độ nào ta? Ý cậu là sao? Đại tội này chỉ là... Trên đây mấy thằng này chỉ là cái trí tưởng tượng của thằng Kamoshida mà thôi. Trong cái thế giới giả tưởng này thôi. Và tụi nó không phải là con người thật. Và tụi nó không phải là con người thật mà giống như mấy cậu là bước từ ngoài thế giới thật vô cái thế giới này. Mà tụi nó khác đối với hai cậu, ok? Ảo tưởng hả? Thế nó chỉ là nhận thức thôi. Nhận thức thôi hả? Có nghĩa là chúng ta không cần không có ý gì mà sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta cứu họ đâu. Tại vì mấy đám này nó chỉ là nhận thức của ông thầy mà thôi, chứ không phải là tụi nó là con người thật như hai cậu mà bước từ cái thế giới thật vô thế giới ảo này. Và tụi nó khác với cậu, khác với cái người con người thật của tụi nó ở ngoài thế giới thật. Cậu có thể nói là tụi này có thể là giống như mấy con búp bê hơn giống người. Cái chuyện quái này sao nó phải phức tạp như thế này nhỉ? Ý cậu là cái trường là cái lâu đài, còn học sinh là nô lệ. Và những cái câu chuyện như thế này làm khiến tôi nó rất mắc cười đó.
Cái này đúng là trong cái suy nghĩ của thằng cha nó, cha nội đó. Nói gì nói thì đây này vẫn rất là tệ. Chứ, có nghĩa là ở ngoài đời thật á, ông này đối xử với tụi này giống như nô lệ trong thế giới thật á. Ngoài thế giới thật luôn hả? Ơ nhưng mà đợi lại, tôi biết mấy thằng này. Họ là những thành viên trong đội bóng chuyền và cái đội mà ông Kamoshida đang huấn luyện. Trời, là giáo viên mà mất dạy dữ rồi ta. Tụi này có vẻ như là bị đối xử tệ bạc mỗi ngày, mà đối xử theo kiểu mà đánh đập á hàng ngày, và không có thể có không có cách nào mà họ có thể trở nên tệ như thế này được. Để coi, đừng có nói với tôi là họ phải trải qua những cái việc này ở ngoài đời thật. Cũng có thể nói như vậy. Ý tôi là cái này chứng tỏ rằng ông Kamoshida nghĩ về họ như là nô lệ vậy đó. Có thể là sự thật rồi đó. Cái này có thể là sự thật rồi đó. Ông này quá tệ luôn á chứ. Thầy giáo gì kỳ vậy ta? Mình nghĩ là bên Nhật cũng không hẳn nữa. Ý là bên Nhật mình biết là người tốt cũng nhiều, nhưng mà không hẳn là không có người xấu, đúng không? Và chúng ta đang trên đường thay đổi mọi chuyện. Và tôi nghe nói là Kamoshida có sử dụng cái hình phạt mà về thể chất, tức là họ đánh đập cái kiểu, nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn thôi, nhưng mà giờ tôi cũng đã thấy thật rồi đó. Nhưng mà nếu đó đây là sự thật thì chúng ta nên báo cho công an thì tốt hơn á. Chúng ta sẽ sử dụng những thằng này làm nhân chứng, và nếu như chúng ta đẩy được thì chúng ta sẽ có thể tấn công được cái thằng cha Kamoshida đó. Mà nó không hoạt động. Chúng ta có thể sử dụng cái ứng dụng định vị, nhưng mà không, chúng ta không sử dụng được cái camera ta. Không chụp hình được. Nó đang chụp xuống thế giới ảo mà nó nói chuyện như ngoài đời vậy mày. Ứng dụng định vị. Đó là cái cách mà chúng tôi vô được cái chỗ này. Và còn cậu thì sao? Cái ứng dụng chụp ảnh cũng không mở lên được luôn. Nhìn là biết rồi, cái này là đâu có thấy giới thật đâu. Ngồi hàng này thấy là điện thoại ra coi thiệt luôn mới ghê chứ. Và cậu làm gì cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ bị bắt nếu chúng ta cứ đứng đây hoài. Chúng ta còn phải đi tiếp. Mình nghĩ là vậy á. Nhìn đợi một tí thôi. Và chúng ta không còn cách nào khác. Mình sẽ nhớ những gương mặt này trước khi tôi về nhà. Tôi sẽ nhớ gương mặt này trước khi tôi về nhà. Okay. Thằng này nó cũng rảnh ghê luôn. Trong khi chúng ta đang rất là xoắn, chúng ta cần phải kiểm tra mấy cái buồng giam cái đã. Xung quanh đây mình nghĩ chắc gì đây. Vả cái tập chạy mà nó thằng nào mà không chạy tới là bị cán hết. Má bựa thiệt chứ. Má cái máy này nhìn cũng có mô típ á ha, cũng có động lực á ha. Không chạy là chết. Má mày kia chạy thục mạng luôn. Gì đây? Bỏ mẹ, nhìn mấy này ghê quá. Nhìn ghê thiệt. Gì đây? Bóng chọi mặt luôn, bùm. Đã ha. Có cái đồ bắn ở trên này kìa. Nó bắn hoài luôn rồi. Thằng này chịu được hay á. Cái mang tập chịu đựng à. Gì đây? Volleyball player. Tôi không muốn người ngoài nhìn vào chúng tôi như thế này. Như mấy cậu đang nhìn. Đừng có kéo mấy cậu vô cái mớ hỗn độn này. Đấy. Đó không thành vấn đề, và chúng tôi thật sự là không quan tâm về những cái về việc mà bị đối xử như thế này. Và tôi nghĩ là không không còn cách nào để nói về cái vấn đề này nữa, tại nó quá là ghê tởm rồi. Mình cũng thấy là vậy á. Hay là cho chúng tôi một mình. Mà sao tụi này nói về cái vấn đề này vậy? Tụi này không biết, tụi này thật sự nói nghiêm túc về cái vấn đề này không nữa. Tụi nó có vẻ như tụi này muốn ở đây hay sao á. Và mình nghĩ là chúng tôi không nên nói chuyện tới đám này đâu, tại vì đó, cái đám này có vấn đề rồi. Tụi nó muốn ở lại đây hay sao á ta. Cái thằng kia đúng từ ta. Nãy vừa mới thấy nó mà ta.
Giờ này đi tiếp đi. Ủa như nãy chúng ta đi vô hướng này phải không ta? Rồi để coi. Rồi đúng rồi, nãy chúng ta đi vô hướng này mà ta. Tôi nghĩ là cái đáo này sẽ ra ngoài đời luôn. Cái này không là tinh đồ. Chúng ta đi đâu nữa ta? Tụi này chạy đi lấy nước thôi hả? No more, no more, đừng nữa mà. Không cho đội vận động viên tí nước nào. Và tập luyện rất là căng thẳng là một cái chuyện thường thấy trong thế giới thật. Và cái thằng cha nội đó, tôi sẽ cố gắng nhớ những cái thằng này và gương mặt của thằng này trước khi mà chúng ta về. Ok, tôi xong rồi và chúng ta cần phải kiểm tra là có nhiều đứa nữa không. Đấy. Đau quá, đau quá. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây là không phải tập luyện thế nào, đây là bạo lực. Có nghĩa là thanh niên này bị đối xử ở ngoài đời thật như vậy luôn. Cái thằng cha đó khốn nạn thiệt. Hurry up, nhanh lên nào. Tôi biết rồi, chỉ cho tôi một tí thời gian để tôi nhớ cái thằng này kìa. Tụi bay xong chưa vậy? Chúng ta cần phải đi thôi. Và đừng có làm tôi hết hồn vậy chứ cái thằng này. Tôi sẽ nói gì nói cho tôi nhớ hết nguyên cái đám này. Đừng có làm lãng phí thời gian nữa, chúng ta còn phải đi thôi. Rồi, mình nghĩ là vậy, mình nên nghĩ là nên đi đi. Giờ mình đi đâu nữa ta? Escape from the castle, ok. Chúng ta cần phải ra khỏi cái tòa lâu đài này. Đây anh em ơi, chắc là quay trở về cái chỗ nãy. Yes. Thôi chúng ta cũng phải ra khỏi chỗ này nhanh. Ủa đi chơi đã rồi cũng vô phát hiện được cái chỗ này thôi, nhưng mà chúng ta không làm được cái gì hết á. Mình cứ tưởng là đi đâu tiếp, nhưng mà cuối cùng phải chạy ra lại. Ok, chúng ta đã quay trở lại rồi và chúng ta cần phải ra khỏi chỗ này nhanh. Cái chỗ mà tụi nó canh gác gần cái chỗ mà luyện tập hồi nãy đã có báo động. Và cái khả năng mà tội đột nhập đang hoạt động ở đây rất là cao. Và tất cả những cá nhân nào đó phải tăng cường cảnh giác. Ok. Tụi nó chạy một vòng, tụi nó đi kìm mà tìm mình nè. Kiểm tra sẽ có ai không. Chúng ta ở lại đây khá là lâu rồi đó. Chúng ta cần phải ra khỏi chỗ này mới được. Đi nhanh em ơi. Cái lối ra chỗ này, nhanh lên. Đây nào. Những cái thằng quỷ này nữa hả? Nghĩ là tụi bay sẽ kiểu như là làm thêm một cái tụi bay sẽ mắc lỗi thêm một lần nữa. Đúng, tụi bay đúng là tuyệt vọng mà. Cái trường này không phải là cái lâu đài của ông, nghe chưa? Tôi đã nhớ những cái khuôn mặt ở đây rồi. Và ông sẽ bị hạ sớm thôi. Có vẻ như là đó là sự thật khi mà tụi nó nói là những con chó hay sủa thường hay đó. Những chó hay sủa thường hay cắn. Ông này nói chuyện móc dễ sợ. Để xem cái đám này nó, cái team này nó đã trở nên như thế này như thế nào. Ý ông là sao? Tôi đang nói về cái vấn đề mà cái tụi cái thanh niên phản bội. Ý là nói thằng tóc vàng hay sao á? Track Trader, đáng lẽ tụi nó cũng là một trong những thằng mà trong cái team đó luôn, nhưng mà thằng này nó giờ nó không có vô nữa. Và cái thằng mà nó hành động một cách bạo lực và cuối cùng là trở thành một cái giấc mơ của đồng đội gì đó.
ý là đừng con hiểu cái ý ông nói cho lắm. Tôi tao chỉ có thể tưởng tượng là tưởng tượng những cái đau đớn mà những người khác phải phải trải qua với cái hành động ích kỷ của mày. Ok, bạo lực thật là ngạc nhiên. Có vẻ như mày còn đi chung với thằng này nữa hả? Mà mày đi chung với nó mà mày còn không biết gì hết vậy? Cái thằng tóc vàng này nè, nó phản bội cái đồng đội của nó và kiểu như phá vỡ cái giấc mơ của tụi nó, và cuối cùng thì cái thằng này vẫn tiếp tục với cái những cái hành động mà bất cẩn của nó. Đó không phải là sự thật. Nhưng mà dù gì thì mày cũng đã đi chung với cái thằng ngu xuẩn này, và tụi bay sẽ chết ngay bây giờ thôi. Tụi bay thật là hợp, tụi bay thật là xui mà. Thế kể đi đi, giết tụi nó hết và đừng để cho tao thấy những cái cặn bã này trong cái lâu đài của ta. Ok, nó dễ cái ông này nhìn cũng đẹp ấy chứ, nhìn ngầu phết ấy chứ, mà nhìn nó anime vãi lờ luôn. Biết rồi, ý là nhìn nó chất. Ý là vậy. Ok, chuẩn bị đánh đây. God damn it. Ồ, chúng ta đánh với hai ngựa rừng đó, là hai con ngựa sừng một sáu cây. Ồ, nhìn bỡ phết ha. Chúng ta đã bị bao vây rồi. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày tại vì ông Kamoshida bảo tao phải làm như vậy, và tao sẽ giết mày tại vì đó là những gì ông ta muốn. Nhìn là biết rồi. What? Chưởng có mất con kia mất 53 máu luôn. Ủa, nó đánh mình hai lượt luôn á, giờ sao đây? Two on a beast. Sao giờ đánh nào nữa ta? Đánh Persona đi. Này đi hả? Này sao? Rồi Persona lên quánh coi. Ồ, nó đỡ được cái Persona luôn ta. Chúng ta chưa biết được điểm yếu của con này. Nữa hả? Đây thật là tệ mà. Ôi, Morgana gục luôn rồi. No. Ôi, shit man. Gục luôn rồi. Thấy mẹ rồi. Cái này là cốt truyện thôi, chứ không phải là chúng ta bị gục, chúng ta bị bao dây. Với lại đây là cốt truyện, chúng ta không có làm gì vậy đó. Cái thằng chó này. Tao cá là tụi mày tới đây và cuối cùng lại trở thành như thế này đúng không? Chỉ đơn giản là tới đây mà đâu có ngờ là sẽ trở thành như thế này. Không, tôi không nghĩ là vậy. Đúng là cái thằng vô dụng mà. Chưa gì đã khóc lóc ỉ oi rồi. Sao mày dám giơ tay lên đó, giơ tay mày lên với tao hả mày? Tao chỉ nghĩ đó chỉ là tạm thời mà thôi. Mày nghĩ là mày đã quên hết những cái gì mà cái lòng tốt của tao đã cho mày trong lúc mà mày tập luyện sao? What the fuck? Thật sự ở đó không có bất kỳ tập luyện nào cả. Đó chỉ là kiểu như là bị bạo hành mà thôi, bị bạo hành một cách về thể chất thôi. Và ông thật sự là không có ưa thích cái team của tôi, cái đội của tôi, và đó chả là gì cả với một cái thằng như mày. Cái thằng mà chúng ta cần cái người mà tao, cái người mà cần phải đưa ra kết quả là tao chứ không phải là mày. Ok, cái thanh niên mà huấn luyện viên mà bị đuổi việc á đã rất là tuyệt vọng, mày hiểu không? Ok, và nếu như hắn ta không có nói với tao về cái vấn đề đó, thì có vẻ như thì có lẽ là tao cũng đã sắp xếp được cái việc này. Và với việc là chúng ta chỉ cần phá tao chỉ cần
làm như nó sao ông kiểu như ông làm gãy chân của cái đội của cái thằng trưởng của cái team của thằng kia là bằng cách ông sắp xếp cái việc đó cho cái team đó các bạn. Cái team nó khá là có nhiều vấn đề chứ. Các bạn ý là thằng này đã bị bẻ gãy chân một lần bởi ông này chỉ vì tập luyện theo cái kiểu của ông này, tại vì ổng đang muốn đuổi thằng này ra khỏi team phải. Cũng không rõ nữa. Mày có cần là tao xử lý luôn nốt cái chân lại không? Tại vì cái trường sẽ gọi đó gọi là tự vệ. Cái gì nữa? Tao sẽ thua thêm một lần nữa sao? Vấn đề là tao không thể nào chạy được nữa và cái đội cái team kia cũng đã đi mất tiêu, cũng đã đi mất tiêu rồi. Chỉ vì cái thằng cha khốn nạn này. Và đó là lý do tại sao. Và hai này đã được xử lý và mày là thằng tiếp theo đó. Ha 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 ha. Cười có vẻ vui nhỉ. Ryuji. Don't let him win. Stand up for yourself. Đừng để hắn thắng. Mày phải đứng lên nào. Cậu nói đúng rồi. Những gì mà rất là quan trọng đối với tôi đã bị hắn ta lấy mất và tôi sẽ không bao giờ lấy lại họ được. Mày cứ ở yên đó và nhìn đi nè. Hãy nhìn cho những cái thằng cặn bã đang rất là tuyệt vọng này chết và chỉ chết và không vì cái gì cả, và tại vì họ những thằng này đã đi theo chung với mày vì mày đã dẫn hơn những hai đứa này tới. Vậy ra ông là những người như vậy. Những gì mà ông nghĩ là bằng cách là lợi dụng người khác. Ông đúng là một người cặn bã, ông mới là cái thằng cặn bã của xã hội đó, ông Kamoshida. Ok. Mày đang làm gì mày tính này? Xử lý nó mới được. Ông hãy đừng có nhìn như tôi với cái ánh mắt như thế và với cái nụ cười chó đẻ như thế trên mặt của ông. Nhìn ông này nhìn mặt cái ông cười hãm thì gương dưới trời. こいつもだと。これが俺のペルソナ。こいつはいい。こっちから変わりゃ狩りが返せる。本当またしまったな。行くぜ。舐めるな、ガキ。ぶっ放せよ、キャプテンキッド。 Ồ, thằng này nhìn ngầu phết ha. Nguyên một cái bộ giáp màu đỏ mà có hai cái sừng nữa. Đúng là một cái thằng chỉ gây ra rắc rối như thế này mà thật sự phải để ông vua Kamoshida để tâm. Okay. Kamoshida, cái nhận thức của Kamoshida thật sự chẳng thay đổi tí nào. Và tôi sẽ hành động như cái thằng gây rắc rối chỉ để ngăn chặn việc này xảy ra. Chúng ta sẽ làm việc này. Captain Kid. Này tên ngổ ta. Tụi này nó hồi hai con ngựa. Đây xem con này có skill gì đó. Zio hả, để sử dụng thôi coi.
đánh con này trước hay là đánh thằng Captain trước ta? Đánh Captain nữa rồi. Captain máu đâu có trâu lắm đâu. Ô mà được hồi full máu luôn rồi nè. Ô thằng này nó đỡ được cái chiêu của mình mới ghê chứ. Garudia gì đây. Ồ, một phát mất máu nhiều vậy. Cái này giống như cái tiền đề để cho thằng kia nó phát hiện được cái năng lực của mình của nó. Để coi thằng này có bỏ cái chiêu này à. Đánh thằng này luôn mình nghĩ đây, thằng này thủ chốt mà. Cho nên chúng ta không cần phải đánh hai ngựa kia đâu, đúng rồi. Đánh hạ một con này là được rồi. Tao là một cái vật thể trung thành với vua Kamoshida. Nhưng mà tại sao tôi đã thua? Đó, điều đó chứng tỏ rằng Kamoshida chẳng có gì đặc biệt cả. Ok, nhìn là biết rồi. Con boss nhìn cũng đâu có đến nơi nào. Còn ông vua kia, ông biến mắt, ông biến đúng lẹ luôn. Chứ, ông này nè. À, cái thằng lính bự nhất của ông. How about that? Wow, vậy cuối cùng là Ryuji cũng có tiềm năng nữa hả? Ghê vậy bộ. Thậm chí là nếu như ông xin lỗi ngay tại bây giờ, tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu. Mày, tao đã nói với mày rồi, đây là cái lâu đài của tao và có vẻ như mày vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải không? What the f... Oh, 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 sexy nha, hay nha, game hay vờ lờ. Oh, what a marvelous, what a marvelous and beautiful girl, đúng là... Một cô gái thật là đẹp và nhìn rất là marvel. Cái tiếng từ gốc của nó là marvelous mà giờ nó sử dụng cái từ marvelous. Đúng là mèo quá khác ha. Mèo nói gì cũng meo meo meo. Marvelous. Nghe có vẻ dễ thương nha. Chuyện gì này sẽ ra thế này? Có vẻ chuyện không đúng này sẽ ra. Tao thật là ghen tị. Mà nói ghen tị thì cũng hơi kỳ nha. Nhưng mà giờ thì chú cũng đã nói vấn đề đó rồi. Mà tại sao cái cô này đứng ở đây làm cái gì? Má mặc áo tắm đi trong cái lâu đài mới ghê chứ. Bỏ thằng đó ra đi, thằng cha dâm dê này. Tao phải nói với tụi bay bao nhiêu lần là chừng nào tụi bay mới hiểu được cái vấn đề hả? Đây là cái lâu đài của tao. Cái nơi mà tao muốn làm gì cũng được. Và họ phải yêu quý họ phải mong là được yêu quý bởi tao, ok? Và con nhỏ này cũng vậy. Và đó lý do tại sao mà tất cả mọi người trừ những cái thằng như mày. Takamaki, nói gì đi chứ. Bình tĩnh nào Ryuji. Có vẻ như cô ấy không phải là người thật đâu, cô ấy chỉ là ảo nhận thức của ông này thôi. Cô ấy giống như những cái thằng nô lệ đó, cũng chỉ là được tạo bởi nhận thức của Kamoshida mà thôi. Mày ghen tị sao? Nó chỉ là nhận thức của ông thôi mà, chứ đâu phải nói là thật đâu. Có gì đâu phải ghen tị hả trời. Ông khùng vừa thôi chứ. Tao không quá là ngạc nhiên phụ nữ được phụ nữ là không được tạo ra để không gì đây mình không biết. Cái ý của ông này mình không hiểu lắm kìa. Problematic puns like you. Ý là ông nói phụ nữ không có giống những cái thằng mà có vấn đề giống như mình. Vấn đề như những thằng giống như chúng ta. Damn it. Hãy dọn cái đống này mới được. Hãy dọn cái đám này được. Ngay lập tức. Oh what the. Chúng ta bị kiểu địch đông quá rồi. Chúng ta không thể nào chơi lại được rồi. Chúng ta bị đánh quân số rồi. Và chúng ta cần phải chạy ra khỏi nhà này trước khi chúng ta bị bao vây. Chúng ta không thể nào cứ chạy như thế này được. Chúng ta phải làm gì đấy đi chứ. Nhưng mà chúng ta không thể nào chết ở đây được. Chúng mày im lặng mà đi. Chúng ta không thể nào chết ở đây được.
ơn trời là thằng thanh niên này có biết suy nghĩ. Ok, sao cũng được. Chúng tôi sẽ đem ra, chúng tôi sẽ vạch trần về con người thật của ông bằng bất kỳ mọi bằng mọi giá. Ông nên chuẩn bị cho vì chúng tôi sẽ đến tìm ông á, coi chừng đó. Tao đang bắt đầu chán đây. Tao đang rất là bắt đầu chán phải tra tấn những thằng như mày đây. Và mày ngon mày làm đi. Bất kỳ lúc nào mà mày muốn. Và tao không quan tâm về cái cuộc sống mày đâu. Ok. Cha nói chuyện ngang ngược dễ sợ. Cái mẹ nó đi nào. Ừ đi thôi. Mấy anh kia nhìn luôn mày. Không thèm quan tâm luôn. Hay thật. Mệt nha. Nói gì nói thì tôi vẫn không có nhớ về việc mà tôi thay đổi hành như thế này. Nhưng mà nhìn nó ngầu ấy chứ. Nhìn nó như một thằng nhìn như một thằng ăn trộm bình thường ấy kìa. Nhưng mà nó nhìn cũng được ấy chứ. Nhưng mà tao có nên vui về vấn đề này không? Nhưng mà một lần nữa thì nhìn nó không đến nỗi tệ giống như nhìn nó cũng không đến nỗi tệ như cậu thôi. Cậu đã tìm được cái đó chưa? Tìm những người đó chưa? Im lặng nào. Không, hãy tìm hướng đó. Ngồi chuyện gì đang xảy ra đây, tôi thật sự là lạc mất tiêu rồi. Tôi đã nói với cậu rồi. Và khi mà một người sử dụng persona làm ngược ý với cái kẻ thống trị của lâu đài này, của tòa cung điện này, thì họ sẽ trở thành một cái mối nguy hiểm đối với tòa lâu đài này, với cái thằng thống trị đó, và chuyện này sẽ xảy ra. Và vì cái điều đó để ngăn chặn những người như cậu và gây ảnh hưởng tới cái việc sai lệch của ổng. Đây là một cái mặt nạ sao? Đâu rồi? Đây là một cái hộp sọ. Đây là sọ sao? Các bạn như là cái hình thức của nó phản ánh về cái tâm trí của mỗi người. Và đối với trong con người, cậu là một người rất là nổi loạn. Thì bây giờ cậu có cái mặt nạ về cái hình hộp sọ này thôi, có gì đâu. Và cái đó lý do tại sao cậu có được nó. No. Vậy đừng có hỏi những cái câu hỏi như thế này nữa và chấp nhận những gì mà cậu có đi. Nói thì dễ. Thôi chúng ta chết chắc rồi. Tao đã nói rồi, im lặng đi nè. Chúng ta thể đi ra khỏi chỗ này nhưng mà chúng ta vẫn rất là có vấn đề với ông Kamoshida tại thế giới thực tại. Đó là do cậu quá là ngu si thôi. Nhưng mà an tâm đi, Kamoshida ở ngoài đời thật không thể biết được về cái việc xảy ra trong đây đâu, khỏi lo. Mình có đang thắc mắc vì đó đâu, không biết ổng ngoài đời ổng có thay đổi nhé. Bây giờ ổng biết là có cái vấn đề gì đó xảy ra trong cái trái tim của ổng hay không. Tại vì một cái shadow là một cái hình thức thật sự của mỗi cái cá nhân đó. Và chỉ bị có vấn đề khi nào mà cái tính cách mà họ không muốn nhìn thấy. Tức là cái shadow chỉ là một cái hình thức của cái cá nhân đó mà đã bị giảm thiểu rồi đó. Vậy là chúng ta vẫn có thể bình thường mà phải không? Tức là Kamoshida ở ngoài đời có nhớ về cái vấn đề hành hình này không? Vấn đề mà ổng đã xử lý những cái chuyện chúng ta hay đó. Làm gì có. Nên đó thấy chưa? Ok được rồi, chúng ta đã hiểu rồi. Nhưng mà việc của chúng ta cũng phải làm là chờ đợi. Tôi sẽ hướng dẫn cậu vì như đi như đã hứa. Và đó, và giờ là tới lượt cậu phải hợp tác với chúng tôi. Hợp với chúng tôi, tụi tao mới được. Và đó là lý do tại sao mà tôi đã rất là đối xử rất là tử tế
về việc mà dạy những thằng ngớ ngẩn như cậu về mọi thứ. Hợp tác. Mày không nhớ hả? Tôi đã tới đây, ngay từ đầu là tôi đã tới đây để kiểu như là điều tra về cái vấn đề này. Và tao cần phải xóa bỏ đi cái sự sai lệch của cái ông thầy này. Và về cái cơ thể của tôi, và phải lấy lại cái hình dáng thật sự của tôi. Và đó là tại sao chúng ta phải qua cái chỗ này và tìm lại mọi thứ thôi. Nhưng mà từ từ đã, có nghĩa là cái chuyện vấn đề này sẽ ra. Cái thằng này nó vẫn không chịu hiểu về cái con mèo nó nói nãy giờ. Thằng này nó vẫn cứ quên chứ đã rồi, cứ hỏi đi hỏi lại hoài luôn. Nhưng mà cậu chưa có nói gì về vấn đề mà giúp cậu nữa mà. Đừng có nói là mấy cậu không thể nào, mấy cậu không chịu giúp tôi vì những cái việc mà tôi đã giúp mấy cậu rồi nha. Mấy cậu không chịu giúp tôi sau khi mà tôi đã thể hiện những gì mà tốt, cái lòng tốt mà tôi đã cho mấy bạn để giúp đỡ mấy cậu, đặc biệt là cậu. Cậu chỉ đơn giản bỏ đi thôi sao? Mặc dù cậu là mặc dù cậu đang là một trong những cái phần rất là quan trọng của cái kế hoạch của tôi. Để tôi nghĩ về điều đó, tôi chưa bao giờ hứa kế hoạch nào. Mình nghĩ là mình nên chọn để tôi nghĩ về việc đó đi. Mấy hai kia thì nó hơi có vấn đề quá. Kiểu như là nó có hơi thô lỗ quá. Dù gì nó cũng đã giúp mình mà. Việc đó chỉ vì là tôi không phải là con người sao? Chỉ vì tôi giống như một con mèo? Hay là chỉ vì cậu kia đang muốn đối xử với tôi như là cái thằng hề chắc, làm trò đùa với tôi chắc? Nhưng mà thật sự là chúng tôi rất là bận. Nhưng mà cảm ơn vì mọi thứ, con mèo. Cậu rất là can đảm, nhưng mà cậu là con mèo sau cho cùng. Nhưng mà chúng tôi sẽ sớm gặp lại cậu. What? Hey, what the hell? Thật sự luôn hả? Why are you grabbing this? Tại sao mấy cậu lại làm như thế này mới được chứ? Oh, hell no. Quay trở lại đây nào. Cái con này. Nhưng mà chúng ta cần phải đi rồi. Hồi nãy giờ chúng ta tốn gần tới một tiếng luôn á. Tiếng hơn luôn. Cậu đã quay trở về với thế giới thật. Chào mừng quay trở lại. Ok, chúng ta đã quay trở lại rồi. Tôi đã kéo cậu đi khắp mọi nơi. Xin lỗi nha, thanh niên. Tôi rất là mệt và cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi kiệt sức luôn rồi. Tôi bình thường, tôi có thể đi ngủ. Mình kiệt sức luôn rồi. Có vẻ như cậu không thể hiện nhiều nha. Nhưng mà nói gì thì nói gì, những gì mà chúng ta thấy, cái đó là sự thật. Và chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Và nếu tôi hoàn toàn nhớ những gương mặt mà thằng cha Kamoshida đó đối xử như là nô lệ đó, những thằng đó. Và một khi mà chúng ta đã mọi chuyện đã xảy ra đến với việc mà bạo hành về thể chất, thì Kamoshida sẽ coi như là nghề nghiệp của ông sẽ coi như là tan biến luôn. Okay. Và nếu như cậu muốn giúp tôi về việc những cái thằng này và làm nhân chứng thì sao? Ok, tôi sẽ giúp. À, có vẻ khó à? Mình thì sao cũng được, giúp thì giúp thôi, cũng tốt mà. Đó là những gì tôi đang tính nói đây. Ok. Nhưng mà nếu mà cậu đang tính sống một sống bình thường á, thì tại vì cá nhân cậu cũng đã có một cái tiền án hình sự rồi, thì tôi sẽ không nghĩ là cái đó sẽ có giúp ích được gì. Mọi người cũng đã biết rồi, và họ
họ cũng nghĩ cậu giống như một cái một tội phạm vậy. Nhưng mà làm sao cái chuyện nó có thể xảy ra được chứ? Mà ông Kamoshida cũng đã nói rồi. Thật sự luôn, nghiêm túc luôn hả? Nhưng mà tại sao một giáo viên có thể làm được điều đó sao? Sokubare nante kyoushi igai arienei daro. Không ai khác ngoài một cái giáo, một giáo viên có thể rò rỉ thông tin nó ra ngoài nhanh như nó mức độ như vậy. Đó không thành vấn đề khi mà một thành viên hoặc là một bọn học sinh chứ, hay là một câu lạc bộ, cái thằng cha khốn nạn đó đã phá đi những cái vấn đề mà ông đó không đồng tình. Tức là ông không đồng tình với cái gì thì ông phá thôi, tao thích thì tao phá thôi, giống như là những gì mà thằng cha đó đã làm đối với tao. Nhưng mà mọi người thì không có nhận những gì mà tao nói một cách nghiêm túc. Tức là tao nói gì họ cũng bỏ qua hoặc là chỉ cho có thôi. Nói gì thì nói, thì những cái tin đồn về hắn ta, về cái việc mà hắn bạo hành á, vẫn có thể là sự thật. Và nói sao cho cùng thì thấy Kamoshida, cái con người lệch lạc của Kamoshida như thế ở ngoài đời thật thì không có cách nào khác mà có thể ta có thể ngồi yên được. Tất nhiên rồi, tôi hiểu mà, nhưng mà tôi nghĩ là tôi thể dựa vào cậu mà, đừng lo mà, tôi cũng đang là háo hức về việc này đây. Tôi nghĩ tôi có thể cảm thấy được cái sự liên kết giữa tôi về cái mức độ tin tưởng của tôi đến từ Ryuji. Có nghĩa là thằng này rất là tin tưởng mình, thằng Ryuji rất là tin tưởng mình. Có thể cũng không dễ, không khó hiểu lắm. Cái gì mà tăng ngày ghê vậy, 17, 20 tháng 5 gì luôn, ghê vậy. À, chúng ta quay trở lại cái thời điểm mà chúng ta bị tra khảo bởi con nhỏ kia. Tới giờ chúng ta vẫn đang bị tra khảo nữa. Chuyện này sẽ ra đây. Hành động như là một kẻ ăn cắp bóng đêm, bóng ma thì có thể là sẽ hiệu quả hơn khi mà hoạt động một mình. Và cậu có lẽ, đáng lẽ ra cũng có thể đi theo hướng như thế. Nhưng mà mặt khác thì cậu đã không làm điều đó. Và cậu chọn bằng cách là kiểu như là hợp tác với những người khác. Đó là những cái gì mà cậu đã quyết định, đúng không nào? Bà này bà làm gì bà ác dữ vậy ta? Nhìn ngầu phết. I am Joe Art I là sao? Đâu hả? Sakurai New Vow. Ok. Chủ quyền gì đó? Hát não nhau nhờ. Thế là mình đọc xong mình cũng chả hiểu ra đang nói gì. Chúng ta đang có cái gì? Confident Chariot Rank 1. Cái này mình cũng chưa hiểu. Ok. Chúng ta đã được unlock được cái Chariot Confident. Thôi mình coi xem nó là cái gì ta. Tức là chúng cái confidence là cái độ tin cậy. Nhưng mà chariot, cái điểm chariot là sao ta, mình cũng không hiểu đâu. Chắc là một cái tên để xác định hay gì đó, mình nghĩ là vậy. Ok, và tôi chưa ăn được cái gì nhiều kể từ bữa trưa. Chúng ta nên đi ăn cái gì đó đi. Cái là sau giờ học rồi. Và nó sẽ rất là lạ nếu chúng ta chia ngã bây giờ. Tại sao chúng ta không đi kiếm cái gì để ăn đi ha? Được, ok thôi. Nhưng mà đi ăn cái gì mới được chứ. Nhưng mà tao không nghĩ là tao đói đâu. Sure man. Đi. Tao cũng đang đói. Đi theo tao nào. I mean, ý tao là chúng ta cần phải
phải nói chuyện với nhau về cả về cái tiền sử của cậu nữa chứ. Cho nên là chúng ta đi ăn rồi chúng ta từ ăn vừa nói. Ok đi thôi đúng không? Dễ mà, mình cũng đang đói gì đây. Ồ, ăn ramen nhìn đã vậy. What? Nhìn giống mấy cái tiệm thức ăn nhanh quá ha. Mình không nghĩ là nó nhật như thế này. Game này nó làm cái đồ họa nhìn nó đơn giản nhưng mà thật sự là nó phản ánh khách quan về cái đời sống ngoài. Mình khá là thích cái game này ở chỗ đó là nó làm khá là thật. Mặc dù đồ họa không cao nhưng mà bạn cũng hiểu cái cảm giác của người Nhật, người ta sống như thế nào. Có vẻ ramen giống như là một cái món mà ăn giống như là mà người bên Nhật người ta ăn khá là nhiều. Nhưng mà đối thật sự thì mình nghĩ là hay mình có người bạn học về người Nhật á thì họ nói là ramen cũng chỉ là một cái món ăn bình thường thôi của Nhật. Cái món mà đặc biệt của họ thì là phải là cái món gì ta, mình không dám nhớ chắc, không phải vậy không nữa nha, hình như là mì gì á, mì udon á, udon hay gì á mới là mì gì, mì kiểu như mì mà người ta sẽ ăn khi mà người ta vô nhà hàng. Còn ramen giống như người ta sẽ ăn khi mà ăn đi học về hoặc là kiểu như ăn cho có, ăn cho nhanh, không vậy là món mì ăn mà ăn vặt á, ăn thường thôi thì cũng khá là hay. Và có lẽ như thằng này khá thích cái chỗ này, mình nghe nó tụi nó ăn mì ramen. Chuyện quái gì thanh niên. Anh niên đã trải qua nhiều chuyện khá là tệ nha. Phải không? Không phải. Đấy là how much is there can that us. Để xem là cái bao nhiêu, biết bao nhiêu chuyện là thật là tệ mà thằng cha đó có thể là kiểu như là nhận được là do ổng làm hay gì đó. Kiểu như ổng làm nhiều quá thì xem là mọi chuyện nó sẽ xảy ra đối với ổng nhiều hơn. Tệ nhiều chuyện tệ. Bình tĩnh nào, tôi vẫn đang ăn. Nhưng mà đó là trong quá khứ thôi. Nhưng mà chỉ việc nghe về cái câu chuyện của cậu cũng làm tôi bực mình nữa. Tôi giận dữ. Cậu rời khỏi cái thị trấn của cậu. Ok. Mình chưa bấm được mà. Chúng ta có thể trở thành chúng ta có thể nhìn chung thì chúng ta có vẻ giống nhau hơn mà khi mà tôi nghĩ chứ. Cậu hãy đúng. Nhưng mà giống như thế nào được chứ. Ý nhưng mà ý cậu đã làm gì? You may be right. Cậu hãy đúng đấy chứ. Cậu là cái người đầu tiên mà khiến tôi nghĩ như thế. Tôi nghĩ là đó là cái cách mà chúng ta bị đối xử giống như là một cách đau đớn như thế này bởi những người xung quanh chúng ta. Cứ như thể là chúng ta không phụ thuộc vào cái thế giới này á. Tôi cũng đã làm những cái chuyện rất là ngu xuẩn tại trường học trước đó. Nhìn thanh niên này ăn có vẻ ngon lành quá ha. Mình còn chưa ăn nữa. Cái nơi mà cậu đang ở bây giờ là ở tại Yongchen phải không? Những cái giờ cao điểm tại cái tàu điện ngầm á, tôi nghĩ là cậu nên giết thời gian bằng cách ý là nó nói là bây giờ là đang là giờ cao điểm trên cái tàu điện ngầm và tôi nghĩ là cậu nên giết thời gian bằng cách là bây giờ nên đi về nhà trước đi. What the hell man, cậu không ăn cái đồ ăn của cậu nữa kìa. Cậu đang làm gì vậy? Yeah, tôi có thể tự ăn mà. Ý thằng này á là nó muốn ăn đồ ăn của mình. Để tôi ăn đi mà. Tôi cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ tôi. Nhưng mà nói gì nói thì tôi sẽ hỗ trợ cậu giống như cậu đã hỗ trợ tôi vào ngày mai, ok? Miễn là chúng ta làm cái gì đó để có thể hạ được cái ông Kamoshida này. Và tôi chắc là chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn về trường học. Ok. Oh yeah man. Nói với tôi số của cậu đi. Và cả chat, cả cái ID để chat nữa. Chắc này nó có một cái ứng dụng để chat riêng ha. Ồ đây, cái ứng dụng để chat bây giờ đã sử dụng được. Và chúng ta sẽ nhận được tin nhắn từ những người gần đối với cậu. Thỉnh thoảng thôi. Để coi. Nhưng mà đợi tí. Kamoshida. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ ngày mai. Mà đầu tiên thì chúng ta cần phải gặp mặt cái đám mà ông ấy giữ làm nô lệ á.
Nhưng mà cái đám đội bóng chuyền sẽ tập trung vào ngày mai đúng không? Có nghĩa là có vẻ như là ông Kamoshida bắt họ phải làm gì, và cái điều này làm tôi khá là buồn đấy chứ. Và nhưng mà cảm ơn vì điều đó, và chúng ta không có cái lớp học nào vào buổi chiều, và chúng ta có thể lẻn vô mà không bị phát hiện. Tôi nghĩ là chúng ta có thể xử lý cái vấn đề đó, hoặc là đi vào cái vấn đề đó cụ thể hơn vào ngày mai. Come on. Cậu cũng phải ăn đi nhiều lên đi chứ. Trong đó có khá là nhiều gừng đấy chứ. Cũng khá là ngộ, mình không thích ăn gừng, tại sao có gừng ta? Ginger. Cái gì đây? Ghê bay. Cái gì đây? Hai nhỏ nói chuyện nhau luôn. Làm gì ngồi nhìn không vậy ba? Không biết nói gì luôn. Tôi đã không được ngủ gần đây. Tôi đã không ngủ rất là nhiều. Và mỗi lần mà tôi đi ngủ thì tôi cứ nghĩ về nhiều chuyện. Shiho. Nhỏ này tên Shiho. Mà nãy lúc mà chúng ta chưa biết tên, nó đây là downtrodden student. Nói cái nhỏ này bị down mood. Tâm trạng không được tốt cho lắm. Đội tuyển quốc gia đang tiến hành rất là sớm, và tôi cứ nghĩ về cái việc đó, chúng ta sẽ phải thi đấu gì đó. Đáng lẽ là những người mà như tôi, đáng lẽ bây giờ phải trong đội tuyển rồi, giờ không phải trong cái sắp xếp đội tuyển rồi, tức là cũng nằm trong cái hàng danh sách thi đấu đội tuyển. Nhưng mà đừng lo nè, cậu chỉ cần tự tin lên được rồi. Kỹ năng của cậu đã được mọi người công nhận và mọi người nhận ra cái đó, và nhưng mà chỉ vì là do cậu làm việc nhiều quá, nhiều hơn những người khác. Đúng rồi, tại vì bóng rổ là những gì tôi có mà, tất cả sao cho cùng. Nhưng mà quan trọng hơn đó chính là về cái chấn thương đó có ổn hay không. Cái đó nhìn cũng không bình thường tí nào lắm. Đó không chả là gì cả, nó bình thường thôi. Và đặc biệt là kể từ khi mà cái buổi gặp chuẩn bị sắp xảy ra rồi, cạn lời luôn. Nhỏ này nó có vẻ như nó tập, nó đã chí óc vào cái việc tập luyện khá là nhiều ha. Bên nó kiểu như cái cuộc sống mà cái áp lực cũng khá là lớn. Quiet student. Học sinh im lặng. Ngồi à, học sinh im lặng. Xin lỗi về đã cắt ngang Suzui. Thầy Kamoshida nói với tôi rằng cậu cần phải gặp ông ta. Hả? Nhưng mà ông ấy muốn gì đây? Nhưng mà ông ấy không có nói là ông ấy muốn cái gì. Ok. And tôi hiểu mà. Cạn lời mẹ rồi. Không sao đâu mà. Tôi cá là sẽ có buổi gặp về cái vấn đề mà danh sách thi đấu đội tuyển gì đó, hoặc là cái gì đó. Đi nha, bye bye. Tôi nghĩ là tôi nên đi. Ok, chúc may mắn. Đợi tôi một tí nào, Shiho. Từ buổi tối luôn rồi nè. Đi học về là đi học về. Ô, chú về nhà rồi sao? Ghê vậy bố. Vậy tao nghĩ là mày đã thật sự đi học vào ngày hôm nay đúng không? Tất nhiên rồi ông nội. Ông nghĩ gì? Cái cũng khá là khó khăn đó. Tất nhiên rồi. Nói chuyện với đàng hoàng với ông này kiểu như là mình không muốn chọc tức ông này. Ông này nhìn cũng khá là ngầu, với lại kiểu như ông cũng khá là nghiêm túc á chứ. Ông có thể đuổi mình bất kỳ lúc nào mà. Tao nghĩ là chú đã học được cái bài học sau cái lần mà chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Miễn là chú không có gặp rắc rối gì thì tao hoàn toàn tốt với điều đó. Tao không biết mày nghĩ gì, nhưng mà tin tao đi,
Và nếu như mày bắt đầu gây ra nên những cái rắc rối á, thì trong trường hợp mày quên về vấn đề đó thì cuộc sống của mày sẽ không được tự do như bây giờ đâu. Tức là có thể mày sẽ vô tù á. Có thể thằng này giống như đang bị tù treo vậy á. Ừ. Hey, tôi quyết định tôi sẽ đi và nhắn cậu trước. Tôi sẽ nhắn cậu trước. Cậu thấy không? Yep, tôi thấy mà. Và tôi sẽ phụ thuộc vào cậu vào ngày mai, ok? Tôi sẽ kiểu như là nói chung là vậy. Got it. Ok, tức là ok đó. Cậu đúng là anh em tốt mà. Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai, ok? Chúng ta sẽ cứu những thanh niên mà bị kiểu như là bị đối xử như vậy. Cậu và tôi sẽ cứu, chúng ta sẽ cứu những người đó. Cậu không biết là mày còn có nghe tao không nữa. Chỉ cần là mày tránh khỏi những cái ảnh hưởng xấu là được. Ok. Gật đầu thì gật nhưng mà vẫn chế thằng kia. Nhưng mà tao sẽ về nhà vào hôm nay. Và tao sẽ khóa cửa hàng lại và đừng có đi đâu ra ngoài nha mày. Ok. Đằng nào mình ổng khóa từ bên ngoài bố nào ra được, trừ khi mình nhảy lầu ở luôn. Ừ, nhảy lầu xuống thì mày ra. Lầu chắc cũng không cao lắm nhưng mà cái là mình sẽ nên xếp cái game này lại đây cái đã. Dạ được rồi, xếp lại cái đã. Yes. Now saving. Ồ, mình lên level 4 sẵn rồi. Replung. Chúng ta đang có replung. Với một cái tip nhỏ cho bạn nào đang chơi từ game này thì các bạn nên lưu game lại bất kỳ lúc nào. Thì đó là cơ bản thôi. Thì nói gì nói thì các bạn sẽ tạm dừng cái ta đây và mình sẽ hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo của Persona phần 5, ok? Và nãy giờ mình cũng khá là thích cái mà nó kể chuyện cái này, khá là thú vị và mình cũng cố gắng dịch hết sức có thể cho các bạn nào muốn hiểu về cái game này. Thì nếu mà bạn thích cái tập này của mình thì bạn hãy cho mình một cái like cực bự. Trong mình sẽ cố gắng làm những cái tập tiếp theo, có lẽ trong ngày mai chúng sẽ up tiếp cái Ghost Recon để làm cho xong luôn, tại vì mình quay xong hết rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa có thời gian để render kiểu, cho nên vẫn còn hơi chậm theo cái lịch dự kiến. Thì có lẽ mình sẽ ráng mình ngồi chỉnh sửa sao cho nó xong luôn và để chúng ta có thể có tập mới vào ngày mai. Để chúng ta có thể coi. Có lẽ nếu mà nhanh thì mình sẽ làm một ngày hai tập để chúng ta hoàn thành xong sớm thì có lẽ. Xong và sau đó thì chúng ta sẽ có một số game mới nữa. Thì mình đang dự định tính là có game tại sau cái Ghost Recon thì chúng ta không có game nào mà kiểu để quay để tốn thời gian nữa, thì chúng ta chỉ có Persona phần 5 này. Mình cái series này khá là dài và chúng ta không thể nào xong ngày 1, ngày 2 được, và nó kéo dài rất là nhiều. Nãy giờ chúng ta chỉ mới có đi ra đi vô tí thôi đó, và cùng nãy giờ chúng ta vẫn không có qua ngày nữa, chúng chỉ mới có một ngày duy nhất à. Và nãy giờ cũng tốn khá là nhiều thời gian, mình vừa chơi vừa dịch nữa. Cho nên mình cũng mong là các bạn sẽ theo dõi cái series này tới hết luôn. Nhưng mà mình chỉ quay được khoảng một phần mấy cái từ game này thôi, cũng không quay được nhiều. Tại vì chúng ta một cái đạo luật của bên Atlus có đưa xuống là chúng ta không quay được quá ngày 7 tháng 7. Hiện tại là chúng ta đang chơi tới ngày 12 tháng 4. Như bạn đang thấy đây 12 tháng 4 và thứ 3. Thì Atlus cấm chúng ta quay qua ngày 7 tháng 7. Nhưng mà mình không biết là liệu trong một khoảng thời gian tới thì nó có bỏ cái này hay không. Vậy vì cũng khá là nhiều người quay qua cái mức định này, quay qua rồi và chúng ta vẫn đang có bị. Nhưng mà mình nghĩ tới 7 tháng 7 còn lâu lắm, cho nên chúng ta cứ thoải mái đi. Và có thể chúng ta sẽ cần còn phải có chục tập chúng ta mới tới những ngày đó, cho nên cứ bình thường. Và chúng ta còn khá là nhiều việc để làm mà. Tại tập nó nhiều, mới tập 4 mà chúng ta chỉ mới tới đây thôi là cũng khá là hơi chậm. Tại vì mình vừa chơi vừa dịch nữa như đã nói rồi. Và trước mắt thì mình vẫn muốn cho xong trước mắt cái đã là cái Ghost Recon. Rồi chúng ta sẽ có hai game mới để thay vào cái tập những game mà hay game hàng ngày giống như Rainbow Six á. Để hàng ngày các bạn có cái để coi thì có lẽ mình sẽ quay Ark Survival Evolved. Mình mới mua hôm bữa xong. Và Battleground game này khá là mới. Và nhưng mà mình đang có một số vấn đề với game này, tại vì game này optimize khá là dở về trên PC. Thì hiện tại nó cũng chỉ mới giống PC thôi, game này optimize khá là dở cho mình đang đỡ update, hoặc là mình đang tùy chỉnh xem như thế nào để phù hợp để các bạn coi nếu bạn nào muốn coi series này. Ok. Và hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo của Persona phần 5. Bye bye.